Rồi, hạn chế đi qua lại nha, không đi qua lại nữa nha. Đọc bánh. Rồi, qua đây. Đấy. Đi đây. Đây. Một tràng vỗ tay thật to dành cho hai đội. À, khán giả khoảng 5 người. Mấy tiếng đi vài của bạn đi ra. Đi ra. Quá luôn, quá nhanh, nhanh, quá luôn, quá luôn. Mấy bên tay thân thiện. Dạ, cho nhau. Trước khi trận đấu. Cô Mỹ đã sắp. Khán giả khoảng 5 người. Mấy tiếng đi vài của bạn đi ra. Đi ra. Quá luôn, quá nhanh, nhanh, quá luôn, quá luôn. Mấy bên tay thân thiện. Dạ, cho nhau. Trước khi trận đấu. Cô Mỹ đã sắp. Cái bà đá trước, trước một pha chút phẩm. Trận đấu bắt đầu. Nguy hiểm. Nguy hiểm số 10. Nhưng họ về rất là nguy hiểm. Số 3. Bắt đẹp đánh tiền cho đồng đội số 10 rất tốt. Tuy nhiên bị số 7 rất là quá nguy hiểm. Vinh Thành đã cản phá thành công. Vinh Thành 20 của lượt đấu cản phá và bắn vừa rồi rất thành công. Nguy hiểm chia lại cho đồng đội số 17. Số 3. Và mới những phút đầu tiên nhưng mà hai đội đã đánh tinh thần rất là nhanh. 20, Văn Thành đã bắn rồi. Nguy hiểm. Không hết đường biên. Phải nói quốc đại tìm bài ghê. Nhưng sao là sao là lấy bóng được rồi. Các cầu áo đen, áo đen 17 thêm cho đồng đội. Yeah.
vừa rồi của chúc một khán giả lại. Tuy nhiên Minh Trí rất tốt chìa vào cánh trái. Hello,
Mình chơi, quay đi. Mình chơi quân hát. Bấm vào đây, bấm vào đây. Nhưng tất cả các cầu áo đen đã bấm nhiều qua đây chứ. Chèn ép và lấy được bóng. Bấm vào đây chứ. Bấm vào đây chứ. Đẹp ạ. Tiếp tục. Quốc đại có bóng. Chuyên cho. Nhưng không được. Hết kịp hôm nay, xong kịp rồi. Không được rồi, hỏi lại. Đừng bánh vậy là được đâu. Nè. Chủ yếu là kèm sát chân nó vô thì là được. Biết chưa? Nó chỉ bị mấy ca đâu. Kèm sát chân nó vô. Lại cho bọn con vô đây. Bốn lần rồi. Bốn lần rồi. Tiền cho số 3. Một mình số 3 rất lòng cho bộ đi bao quanh. Các bộ đi. Không có, quá đẹp. Không phải số 3 mà một đúng số 3 của một bộ. Rồi. Để đi bao trận gì? Lợi thế là tôi đi đâu? Tỷ số được nâng lên 3-1 cho các cầu thủ A6. Messi chuyền cho cánh trái. Cánh trái chặn được bóng rồi. Số 10. Số 10 đi bóng rất dẻo qua hai cầu thủ. Bóng chuyền mạnh lên bên trên. Tiếp tục những pha tăng tốc ở giữa sân. Nhìn không được. Một pha khống chế bóng rất tốt của một cầu thủ A7, A6. Bên kia. Rất đẹp, số 7, Quốc Huy, đi bóng rất tốt. Vẫn là Quốc Huy, kích. Rất đáng khen cho Quốc Huy. Tiền cầu thủ A3. Hai đồng đội của mình rất tốt, đồng đội nhận bóng và đi qua. Số 3, có bóng. Quốc Đại. Quốc Đại đi bóng. Vẫn là Quốc Đại. Rất hay. Rất tốt, cảm ơn mặc dù lúc đó. Đi! Đủ quay! Các cầu thủ A6 đã tuyệt vời quá đấy. Đá bóng lên, bóng lên, đi bóng lên. Thật đáng tiếc, tiếp một pha bóng đối mặt với bộ môn. Bình tĩnh. Rất tốt, chuyền sau lên bên trên. Nhưng không được gặp các cầu thủ A3 rồi. Số 7. Số 7 rất dẻo. Chuyền cho Quốc Đại. Nhưng Quốc Đại có bóng. Các cầu thủ A7. Các hậu vệ A6 đã phá bóng lên rồi. Quang Khải. Quang Khải không được đi phút. Quang Khải đã kịp chuyền cho đồng đội.
lắm. Thì vẫn kỳ cho nó. Cầu thủ của A3 đã kịp thời cản phá. Số 3, Quốc Tài. Số 3. Ra ngoài. Chúng ta thấy rất nhiều cái sự khác nhau trong suy nghĩ. Mày tiếp tục. Và lên bắn của cầu thủ A3 A6. A6 vẫn tiếp tục. Xin nguy hiểm, phá bóng rồi, bích vào rồi, tỷ số rút ngắn. Trọng tài tay ngồi. Và tỷ số được rút ngắn 2-4 cho các cầu thủ A3. Một pha sút rất quá hay, quá hay. Một pha hết sức cố gắng của cầu thủ. Một pha. Rất đẹp cho đồng đội số 9. Bóng vẫn còn. Số Diên Phú rất đẹp. Càng về sau các cầu thủ A6 đá càng đẹp. Mình hết đá bóng thành công. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đá bóng. Không được. Mình ký có lắm. Mình ký. Vô anh đi. Tiền bóng. Em cho thiện. Mất bóng rồi. Ra bên. Thời gian đang ủng hộ cho các cầu thủ A6. A3 có bóng nhưng Quốc Huy đã lấy bóng được rồi. Quốc Huy sút. Quốc Đại nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, rút nhanh, nguy hiểm, vào, không vào, chúng ta xuất sắc, đang lên vào, nguy hiểm, nguy hiểm, chết, tốt chứ nãy đã không chế bắn thành công. Chạy theo thôi. Đá chân này trọng tài khẩu khẩu mình vô ép vô. Chú lên con. Vào rồi.
Đẹp chị chắc chắn. Quá nắng, một trận đấu mưa bàn thắng. Số 3. Một trận đấu. Xít. Ok, chạy chạy về đi ơi, chạy về. Đó là cái gì?